Chào mừng các bạn đã trở lại kênh với Thân Food. Hôm nay mời các bạn cùng mình nấu chè nếp đậu trắng nha. Món chè này ăn cùng với nước cốt dừa rất là ngon luôn. Và với cách nấu mới sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Mà cái hạt đậu thì mềm bùi nè, hạt nếp thì nó nở bung mà nó không có bị nát luôn. Nếu bạn nào thích món chè này xin mời cùng vào bếp để thực hiện với mình nha. Ở phần nguyên liệu và định lượng mình có ghi trong phần mô tả của video này nè. Nếu cần các bạn vào tham khảo nha. Và mình sử dụng đây là 200g đậu trắng. Đậu trắng này mình đã vo rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi ngâm. Mình sẽ cho vào ngâm chung với khoảng nửa muỗng cà phê muối nở. Muối nở hay còn gọi là baking soda các bạn. Cho muối nở vào mình cho nước vào đầy ngập luôn. Mình ngâm. Khi mà ngâm có muối nở các bạn không nên ngâm lâu quá. Từ khoảng 4 tới 5 giờ là được rồi nha. Nếu như không có thời gian các bạn có thể mua cái loại đậu trong hộp người ta đã nấu sẵn rồi. Mình về mình chỉ chắc nước ra mình lấy đậu thôi. Thì nó sẽ đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều nha. Còn nếu mà có thời gian như vậy thì mình tự ngâm nấu ở nhà luôn. Giờ đây là phần đậu mình đã ngâm 4 giờ nè các bạn. Hạt đậu đã nở căng hơn so với lúc đầu rồi nè. Giờ mình sẽ vớt ra và mình xả sạch lại bằng nước lạnh nha các bạn. Nếu như các bạn muốn nấu mà đậu nó nhanh mềm hơn thì mình để cái nước này mình cho vào nồi mình nấu luôn. Thì nó khoảng từ 10 tới 15 phút là hạt đậu nó mềm à. Nhưng mà do trong đây mình có ngâm muối nở nên mình muốn xả sạch lại. Và mình sẽ cũng cho nước vào mình nấu thì nó cũng không có lâu hơn bao nhiêu đâu. Nó cũng khoảng từ 25 tới 30 phút nó cũng nở mềm các bạn. Phần đậu đã xả sạch rồi nè, mình cho vào nồi mình nấu luôn. Và mình sẽ nấu với lượng nước nhiều nước nha các bạn. 200g đậu này mình nấu khoảng 1 lít nước. Nó cũng không cần phải chính xác, nhưng mà lượng nước phải nên nhiều nha. Và mình cho vào đây khoảng nửa muỗng cà phê muối. Muối này là muối ăn nha các bạn. Và mình nấu với lửa lớn nha. Nấu khi nào mà cái phần này nó sôi lên á, mình giảm lửa nhỏ lại và các bạn có thể đẩy nắp để cho nó mau mềm. Và mình nấu phần này khoảng từ 25 cho tới 30 phút. Mình có thể thử phần đậu á, các bạn bóp nó mềm nát ra là được. Có một lưu ý nhỏ là các bạn phải nấu phần đậu này chín kỹ nha, phải thật sự chín mềm luôn. Nếu các bạn nấu không chín kỹ á thì khi mà mình cho vào nước đường á nó sẽ bị sượng á, nó cứng trở lại á. Trong thời gian chờ nấu đậu thì mình cũng đi chuẩn bị phần nếp luôn. Nếp mình sử dụng cũng 200g, mình sử dụng là một nếp một đậu á. Nếu các bạn thích cái nào nhiều thì mình có thể tăng giảm nha. Với cách nấu này á, mình cũng không cần ngâm nếp luôn. Mình chỉ cần vo xả cái phần nếp này giống như vo gạo vậy các bạn, vo gạo nấu cơm vậy đó. Mình vo xong rồi mình xả lại và mình để cho nó ráo nước tí rồi mình cho vào nồi cơm điện á, mình nấu luôn là sẽ đỡ tốn thời gian rất là nhiều. Và khi mà mình cho vào nồi chè mình nấu á, cái hạt nếp nó nở bung mà nó không có bị nát nữa. Vo xả sạch rồi mình để cho hơi ráo nước tí rồi mình cho vào nồi cơm điện mình nấu nha. Phần nếp đã ráo bớt nước rồi nè, mình cho hết cho nồi cơm điện luôn. Với 200g nếp á, mình sử dụng là 250ml nước. Cho nước vào xong mình đậy nắp lại và mình bật nút mình nấu cơm giống như nấu cơm bình thường. Nếu như nồi cơm nhà các bạn á, nó có chức năng nấu nếp thì mình bật chức năng nấu nếp thì càng tốt. Còn nếu như không á, thì mình vẫn nấu bình thường như nấu cơm vẫn được nha các bạn. Trở lại với nồi đậu mình đã nấu gần 30 phút rồi nè các bạn. Mình sẽ thử cái phần đậu này nha, mình nghĩ là cũng được rồi đó. Các bạn có thể dùng tay á, mình bóp thử từng hạt đậu á. Khi mà nó mềm nhừ luôn là được. Mình bóp thử nhẹ tay á, mà nó nát ra vậy là được rồi nè các bạn. Vậy mình sẽ vớt ra mình xả lại bằng nước lạnh nha.
Mình xả lại phần đậu xong mình để đây cho nó ráo bớt nước và mình đi chuẩn bị nồi để mình nấu nước đường luôn. Mình sẽ cho vào nồi 500 ml nước. Và mình sử dụng 250 g đường. Mình cho vào khoảng 1 phần 3 muỗng cà phê muối nha. Và mình nấu với lửa lớn, mình nấu cho tan cái phần đường này. Có một vài bạn hay comment hỏi nói mình là sao mà nấu thức ăn nóng mà lại dùng đồ nhựa. Thì hôm nay mình cũng giải thích luôn nha. Cái phới mình dùng đó, nó là chất liệu silicon đó các bạn. Nó chịu nhiệt rất là tốt luôn. Và cũng rất là an toàn nên các bạn an tâm nhé. Giờ mình sẽ nấu cho tan phần đường này. Các bạn nhớ bật lửa lớn đã nha. Giờ mình nấu đến khi nào nó sôi bùng lên luôn. Nó sôi bùng lên khoảng 1-2 phút á, mình mới cho đậu vào. Có một lưu ý nhỏ là nếu mà các bạn cho đậu vào sớm quá khi nó mới tan đường thôi á, thì đậu nó sẽ bị cứng lại á, và ăn nó sẽ không ngon. Ăn giống như bị sượng vậy các bạn. Nhớ là cho nó sôi bùng khoảng 1-2 phút mình mới cho đậu vào nha. Cho đậu vào rồi mình chờ, mình cứ nấu vài phút cho cái phần này nó sôi trở lại. Trong thời gian này thì mình đi thăm cái nồi cơm nếp luôn. Phần nếp mình nấu cũng đã được rồi nè. Nó cũng vừa như cơm, nó không nhão lắm đâu các bạn. Giờ mình đem ra mình chờ, mình cho vào trong nồi chè luôn nha. Trong lúc này cái nồi đậu đã sôi bùng lên, các bạn cứ để lửa lớn bình thường nha. Mình nấu khoảng 2-3 phút. Nấu sôi phần đậu khoảng 2-3 phút á, mình cho hết cái phần nếp mình đã nấu trong nồi cơm điện lúc nãy nè. Mình cho hết vào đây, vẫn để lửa lớn bình thường. Cho nếp vào, mình đảo sơ cho phần nếp nó rời ra. Rồi khi nào nó sôi trở lại, mình mới giảm lửa nhỏ lại. Và các bạn giảm lửa thật nhỏ luôn, giảm lửa dưới trung bình luôn nha. Mình sẽ nấu liu riu phần này khoảng từ 7 tới 10 phút. Khi cho phần nếp nó nở bung ra nữa là được. Nấu cách này nó chỉ nở bung ra mà nó không có bị nát đâu các bạn. Giảm lửa nhỏ và mình nấu liu riu á. Và thỉnh thoảng các bạn cũng đảo sơ nha. Đảo nhẹ tay và chủ yếu là cho nó không có bị xích ở dưới đáy á. Và cũng hạn chế đảo nha các bạn. Nếu mà các bạn đảo nhiều quá nó sẽ bị hạt nếp bị đổ lông, nó sẽ không ngon nha. Nếu mà các bạn thích cái phần chè này khi mà nguội á, nó vẫn còn hơi sền sệt, nó không đặc quánh lại, thì trong lúc này các bạn dùng một muỗng canh bột năng và khoảng 3 muỗng canh nước bạn hòa tan là mình cho vào đây. Thì khi nguội nó vẫn còn sền sệt, nó không có đặc kẹo lại. Nhưng với cách đó thì khi nguội nó vẫn sền sệt, nhưng mà các bạn múc mà không khéo, múc tới múc lui nhiều lần thì nó sẽ bị tách nước nha. Nên mình không có cho vào, mình cứ để bình thường. Phần chè này mình nấu đã hơn 7 phút rồi nè các bạn, nó gần 10 phút rồi nè. Phần đầu nó vẫn còn mềm bình thường mà nó cũng không hề bị nát luôn. Nếp thì nó cũng đã nở bung rồi. Khi mà tắt bếp để nguội nó sẽ đặc hơn nha các bạn. Chè này mình sẽ ăn kèm chung với nước cốt dừa sẽ rất là ngon luôn á. Vậy là với cách nấu đơn giản tiết kiệm được nhiều thời gian mà hạt đậu lại mềm bùi nè, nếp nở bung mà không hề bị nát luôn. Mình đã có nồi chè đậu trắng rất thật là tuyệt vời nè. Mời các bạn cùng thưởng thức với gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Nếu thích nhớ cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.